Chào mừng các bạn đến với kênh Vũ Thi Hôm. Kênh Vũ Thi Hôm với Phương Châm chia sẻ là niềm vui. Hôm nay kênh Vũ Thi Hôm xin chia sẻ cho các bạn và các khán giả một cái app cực kỳ hay dùng để nhắc kịch bản. Có nghĩa là khi chúng ta đã chuẩn bị một kịch bản rất là hay thú vị rồi, nhưng khi mà chúng ta bấm máy quay đôi khi chúng ta quên, thì máy cái kịch bản này nó sẽ chạy một cái dòng chữ để mà chúng ta có thể nhìn vào đó và chúng ta có thể đọc theo, giúp chúng ta tự tin hơn, nhanh chóng hơn. Như vậy thì app mình muốn chia sẻ với các bạn có tên là gì, thực hiện như thế nào? Xin mời các bạn xem clip chia sẻ sau đây. Rồi, từ màn hình điện thoại của các bạn sẽ truy cập vào cửa hàng Search Play. Rồi, trong mục tìm kiếm các bạn sẽ nhấp vào chữ teleprompter. Rồi, các bạn sẽ kéo xuống, quan trọng là chúng ta chọn cái app nào. Đây, cái app mà các bạn thấy là màn hình camera màu trắng trên nền màu tím. Đó là teleprompter, máy nhấp chữ, Vizvu. Rồi, các bạn nhấp vào. Rồi, nếu các bạn chưa cài đặt thì nó sẽ xuất hiện chữ cài đặt. Do đây mình xuất hiện đã cài đặt rồi, nó sẽ chữ mở. Sau khi các bạn cài đặt xong, rồi các bạn sẽ nhấn vào chữ mở. Rồi, sẽ đưa đến cái giao diện của cái app Vizvu. Đó, rồi, thì các bạn đây là mình đã quay rồi, nó xuất hiện cái camera đây. Rồi, thì bước đầu tiên các bạn muốn quay thì các bạn phải chuẩn bị một kịch bản bằng chữ. Rồi, thì các bạn sẽ như thế nào? Các bạn nhấn vào dấu cộng này. Đó, ở đây sẽ có là kịch bản nhập và thử ghi lại này. Bây giờ các bạn sẽ nhấn vào chữ kịch bản. Rồi, cái tiêu đề dự án của chúng ta nghĩa là chúng ta nãy là kịch bản 1 rồi. Bây giờ mình ghi là kịch bản 2. Kịch bản 2. Đó. Rồi, đó là cái tiêu đề kịch bản và do đây là viết kịch bản của bạn vào đây, chúng ta nhấn vào đây chúng ta dán. Nếu bạn không có chữ dán rồi thì các bạn có thể đánh vào ha, đánh vào trực tiếp. Rồi thì nội dung kịch bản 2 mình muốn chia sẻ với các bạn là chào mừng các bạn đã đến với kênh Vũ Thi Hôm. Kênh Vũ Thi Hôm với Phương Châm chia sẻ là niềm vui, nơi chia sẻ các trang web hay các app tuyệt vời giúp các bạn làm việc khoa học và nhanh chóng hơn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về app nhắc kịch bản và nhiều tính năng khác nữa. Rồi, sau khi mà các bạn nhập kịch bản xong, các bạn có thể lưu. Đó, lưu kịch bản. Rồi, kịch bản này chúng ta lưu lại đây mà chúng ta có thể sử dụng sau này. Rồi, sau khi mà các bạn là đã chuẩn bị kịch bản xong rồi. Đó, rồi thì các bạn bước thứ hai các bạn sẽ nhấn vào quay. Đó, nhấn quay, nhấn vào cái camera màu xanh đây các bạn thấy này. Nhấn vào camera màu xanh này. Rồi, trước khi bắt đầu quay các bạn còn có thể chỉnh được là kích thước kịch bản của mình nè. Rồi, phông chữ kịch bản của mình nè. Và tốc độ chạy chữ của kịch bản của mình. Rồi, điểm bắt đầu và điểm phơi sáng có nghĩa là các bạn có thể chỉnh được cái màu sắc sáng tối của video. Rồi sau khi các bạn đã hoàn tất xong, các bạn nhấn vào nút play. 4, 3, 2, 1, nhìn vào máy ảnh. Chào mừng các bạn đến với kênh Vũ Thi Hôm. Kênh Vũ Thi Hôm với Phương Châm chia sẻ là niềm vui, nơi chia sẻ các trang web hay, các app tuyệt vời giúp các bạn làm việc khoa học và nhanh chóng hơn. Hôm nay là chia sẻ các app về kịch bản và nhiều tính năng khác nữa. Cái máy chúng ta nhấn lại. Rồi, kịch bản của chúng ta đã xuất hiện ở đây. Thì nó đưa đến một cái giao diện mới. Đó, thì ở đây là tiêu đề và kịch bản nè. Mình coi trên ha. Rồi, chỉnh sửa qua chúng ta có thể cắt. Đó. Chúng ta có thể cắt video. Rồi, cắt thật. Quảng cáo này các bạn. Như vậy là chúng ta đã quay xong rồi. Thì cái app này là nó có tính phí cho các bạn. Và cho các bạn 3 ngày sử dụng, không có logo. Đó. Rồi, bây giờ các bạn xem lại ha. Rồi các bạn thấy này nè, khi mà chúng ta đã quay rồi thì chúng ta sẽ không có thấy dòng chữ chạy trên màn hình nữa. Thì cái dòng chữ đó chính là nhắc kịch bản của chúng ta. Và khi chúng ta quay rồi chúng ta sẽ không thấy kịch bản nữa. Rồi, thế là xong, chúng ta có thể là chia sẻ nè, nhắn cái chia sẻ nè. Đó. Rồi, thêm liên kết xã hội nè, đó chúng ta có thể là chia sẻ qua Instagram nè, qua Facebook nè, qua YouTube nè. Đó, những kênh xã hội. Rồi. Để chúc các bạn thực hiện thành công. Mình mới vừa chia sẻ cho các bạn xong một cái app ở trên điện thoại dùng để nhắc kịch bản. Có nghĩa là khi mà chúng ta bấm máy quay thì cái dòng chữ này xuất hiện ở trên màn hình của chúng ta để chúng ta có thể nhìn vào đây. Để mà chúng ta có thể là nhớ được kịch bản để giúp chúng ta là nói được lưu loát hơn, thu hút hơn. Rồi, thì chúc các bạn thực hiện thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong cái chia sẻ tiếp theo. Mình xin kết thúc clip tại đây. Các bạn thấy clip hay và ý nghĩa hãy cho mình một like, một đăng ký và một chia sẻ để mình được động lực cho những clip chia sẻ tiếp theo hay hơn và ý nghĩa hơn. Đăng ký kênh thì bạn nhấn nút đăng ký và nhấn vào chuông rung để nhận được clip chia sẻ mới của mình. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip và hẹn gặp lại các bạn trong clip chia sẻ tiếp theo. Xin trân trọng.
kính chào.